hai hướng. Một, bà con đi ra Bắc hoặc bà con đi thì tất cả bà con hãy đi theo tuyến quốc lộ 14 đi ra Con Tum. Còn một hướng nữa bà con sẽ đi theo hướng quốc lộ 19 thì đi Bình Định, đi Quảng Nam. Chúc mừng đi. Có một số tôi sẽ đề nghị bà con, thứ nhất là chúng ta đi chậm, đi vừa sau cái xe dẫn đường. Thứ hai là bà con sẽ đi sát bên phần đường bên phải cái hướng đi của mình, không được đi lấn sang phần đường bên trái để an toàn cho mình và an toàn cho mọi người. Thay mặt cho cán bộ chiến sĩ tổ chốt kiểm soát hơn 100 người trên chiếc bà con phù lộ Bình An, đề nghị đồng chí không? Đây. Đổ đầy bình xăng nhá, cứ đổ đầy bình xăng, sau đó bà con trả lại cam nhá.